Bà con nha út mới ở ngoài chỗ trại heo vô à, cái hũ trứng út ủ cho cái cô giáo ở gần chỗ út nó nở rồi mọi người út quay lại cho mọi người coi cái hũ trứng nó nở là như thế nào luôn nha để bà con mình biết được á để khi mà nhận hũ trứng về nếu mà cái địa chỉ nào mà gần gần nó đi hai ngày 3 ngày thì tới thì nó chưa có nở mọi người tới ngày thứ tư thì nó mới nở bung hết ha thứ tư thứ năm thì nó mới nở bung hết nè mọi người đây nha bà con để út mở flash lên cho mọi người coi ha đây đó đây là cái hộ trứng này đây nè mọi người nè đây đấy đó đây bây giờ út sẽ vỗ vỗ xuống cho mọi người coi là nó di chuyển nha à đó mọi người thấy không này là hũ hai một hũ như này thì út sẽ đóng 30 la, 30 g nếu mà mua hai năm mươi thì út sẽ đóng là hai hũ 25 mươi ha mọi người ha đây bà con mình thấy không đó đó trứng rùa lính đen nha mọi người nhiều bà con không biết cái con này là con gì thì cái con này là rùa lính đen nha đó rồi nhiều bà con cũng không có biết là khi nó nở ra như thế nào thì đây đây nha mọi người thì nếu mà tới ngày thứ ba thì nó sẽ mới nở ra thì nó hơi ướt 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 nhưng mọi người để qua ngày thứ tư thì nó sẽ kiểu nó di chuyển nó tìm thức ăn á nó ăn hết cái cám bắp ở trong này nè mọi người nè thì nó sẽ khô tươi ra như thế này nha mọi người ngày thứ hai thứ ba thì nó sẽ À, kiểu sinh nhiệt nó ướt ướt nhưng mà qua ngày thứ tư thì nó mọi người cứ để à, qua ngày thứ tư thì nó sẽ là nó tơi ra ha nhưng mà thường thường gửi tới bà con mình á là nhanh lắm là ngày thứ ba thì mọi người để thêm một ngày nữa thôi là nó nở hết rồi hoặc là hai ngày thôi nha mọi người à, chứ không có không tại vì trên cái quá trình vận chuyển á à, thì mình đã kiểu đi được ba bốn ngày rồi á thì có nhiều nơi là nó tới là nó nở luôn nha mọi người đây này đó đây là cái con mà khi nó nở ra thì nó như thế này nha mọi người đó. Cái tay út nó rung rung đó mọi người Đó Thì đó đây là nó nở ra Sau khi mà nó nở ra như thế này thì mọi người lấy một ký cám gà con hòa với nước để 15 phút cho nó nở cám ra Cái cám tuyệt đối đừng có bị chảy nước nha mọi người Chảy nước thì con non rồi nè Nó sẽ bò ra cái chỗ nước thì nó sẽ chết mọi người thì mọi người nở cái cám ra vừa thôi. Xong rồi khi nào mà nó đã uh, nở cái cám bung uh, kiểu giống như là nó nở ra rồi á thì mọi người đổ cái 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 hũ này mọi người mở nắp xong mọi người rắc đều lên ha, rắc đều lên cái cám đó một kg đó mọi người. Đây nè bà con. Đây ha, cũng đang chút ngược nó lại. Nhiều khi mọi người để vậy nha, khi mà cái cái này á tại nhiều khi bà con mình mới nuôi á, thì sẽ không có biết cái 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 quá trình hoạt động của nó khi nó nở ra thì nó sẽ có xu hướng bò lên trên này trên này nó sẽ nhiều nhưng mà qua một ngày á thì khi mà nó bò lên trên này nó không có ra được nó không muốn thoát, thoát ra ngoài không được á, thì nó sẽ chui xuống dưới đáy lại mọi người thấy nó nằm im á thì à, mọi người cứ lấy cái 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 hũ này mọi người thúc thúc ngược ngược lại như thế này nè đó vỗ ngược lại như thế này nha thì thì nó sẽ di chuyển cho mọi người coi ha đây nha mọi người đó cho mọi người coi là nó di chuyển như thế nào nha gom gom đi. Đó mọi người nha. Đó. Nó nở tươi ra hết như thế này. Rồi mọi người sẽ làm theo cái hướng dẫn hồi nãy Út mới nói đó. Thì thường thường cái hũ trứng á Út gửi đi thí dụ mọi người đã gửi đi được 4 ngày rồi mà nếu mà nó có vấn đề gì hoặc mọi người nghi ngờ có vấn đề gì á, thì cứ gọi điện cho Út qua số điện thoại là 0976 629090 gọi điện liền ngay lúc mọi người uh, mở cái hộp cạc tông bên ngoài nha đừng có mở cái hũ này nha mọi người cái trứng được đảm bảo nhưng mà mọi người đừng có mở đổ ra nuôi nha có vấn đề gì ngay lúc mọi người nhận được thì gọi điện quay video như thế này nè quay video cận cảnh như thế này nè mọi người nè đó Mọi người quay cận cảnh như này thì Út nhìn vô sẽ biết nó nở hay không nở Đừng có quay mờ 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 như này thì Út không có thấy gì hết nha mọi người Đó Út đang cố gắng Út để điện thoại gần cách cỡ chừng 5 phân 7 phân là nó sẽ coi được rõ mọi người đấy Đây mọi người thấy đấy không Đó nó di chuyển cả hàng ngàn hàng triệu con ở trong này không Mọi người thấy không Đó thì nếu như mọi người nghi có vấn đề gì á hoặc là mọi người không biết nuôi như thế nào mọi người cứ quay video lại như thế này xong rồi gửi qua số điện thoại cho út là 0976629090 thì chị dâu của út mọi người thì à, sẽ kiểm tra còn bình thường út đang làm hệ thống vàng heo sinh sản heo rừng heo nái á à, cho nên là út đang tập trung ở ngoài trại rất là nhiều thời gian tại vì thợ họ làm mọi người họ 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 chưa có bao giờ làm cái chuồng nái heo rừng hết á heo heo nhà thì nó đơn giản nhưng mà heo rừng á thì nó có nhiều cái chi tiết cần phải lưu ý cho nên là út phải ở ngoài đó để giám sát các mọi người thì Út không có ở trong trại nhiều để nghe điện thoại của bà con mình. Thì bà con mình nếu mà nhận hũ trứng mà có vấn đề gì thì cứ gọi ngay số điện thoại đó hoặc nhắn tin liền nha mọi người chứ không để một tuần nha. Sau một tuần thì bên Út sẽ không có xác nhận đơn mà có vấn đề nha mọi người tại vì á, là sau một tuần mà nếu nó có nở ra thì mọi người không biết, mọi người để im một tuần thì nó đã chết rồi nha. Cái con này nó sẽ khỏe mạnh ở trong cái hũ này từ từ cái lúc mà gửi đi cho nên tầm trong vòng 8 ngày đến 9 ngày đổ lại thôi Còn mọi người để ra thành 15 ngày là nửa tháng là nó nở ra là nó sẽ uh, xử lý hết thức ăn trong này và nó chết rồi mọi người Thì mọi người lưu ý giùm Út nha Thì Út quay video chia sẻ như vậy thôi để uh, để mọi người có thể hiểu rõ được cái vấn đề trứng rùa lính đen là như thế nào ha Thì uh, chị dâu Út đang, Út uh, mới nhờ được chị dâu Út lên để coi sổ sách đồ điện thoại của bà con mình á uh, Để Út đang làm ở cái ải uh, á mọi người Út đang làm mấy cái chuồng heo nái sinh sản thì Út đã đã ghi cái cái thông tin đây nè. Út đang ghi cái cái đây. Đây cái, cái 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 thông tin mà để làm một cái bộ chuồng nái hai cái lồng là như thế nào để Út ghi ra đây để Út tính cái chi phí rồi hết bao nhiêu rồi cái cách làm như thế nào Út sẽ ghi ra đây cái kích thước bao nhiêu để Út sẽ làm cho hai cái video hoặc ba cái video để chia sẻ cho bà con mình. Tại vì cái qua có quá trình mà chăn nuôi thì Út thấy là nếu mà nuôi heo mọi người mà nuôi heo nải mà không có nuôi trên sàn á thì nó có gặp hai vấn đề một là ho, hai là bị tiêu chảy á mọi người dẫn đến hao hụt đầu con giống của mình rất là nhiều cho nên là út đã uh, đang kêu thợ để làm mấy cái cái lòng đẻ thì út sẽ cố gắng quay lại để chia sẻ cùng bà con mình nha nếu mọi người quan tâm tới những video út chia sẻ thì nhấn vào nút đăng ký cũng như là để lại bình luận bên dưới ha mọi chi tiết đặt hàng liên hệ với út qua số điện thoại là 0976629090 nha mọi người